Nhân Trạch ngày nay xin kính chào bạn. Cảm ơn bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay Nhân Trạch ngày nay cùng bạn tham quan dự án tái định cư Phước An tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án tái định cư Phước An có tổng diện tích 444.193 m², hơn 44 hectare. Quy mô dân số của dự án khoảng 12.000 người. Chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Quy hoạch sử dụng đất của dự án là 1. Đất ở 228.666 m² chiếm 51,76%. Trong đó, đất nhà liên kế 119.368 m², đất nhà ở xã hội 56.136 m², đất nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ 53.161 m². 2. Đất dành cho công cộng 28.919 m² chiếm 6,5%. Trong đó, đất dành cho giáo dục 23.284 m², đất dành cho trụ sở 3.186 m², đất dành cho thương mại dịch vụ 2.448 m². 3. Đất dành cho cây xanh 24.120 m² chiếm 5,46%. 4. Đất dành cho hạ tầng kỹ thuật 1.100 m² chiếm 0,25%. 5. Đất dành cho giao thông 158.979 m² chiếm 35,99%. Chỉ tiêu sử dụng đất là khoảng 19 m² cho một người, tương đương với mật độ dân số khoảng 520 người trên 1 hectare. Chỉ tiêu chiều cao xây dựng tại dự án. Nhà liên kế tại dự án được phép xây từ 2 đến 6 tầng và chiều cao không quá 27 m². Nhà ở xã hội tại dự án được phép xây từ 6 đến 9 tầng và chiều cao không quá 40 m². Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại dự án được phép xây từ 9 đến 12 tầng và chiều cao không quá 45 m². Các công trình công cộng tại dự án được phép xây không quá 4 tầng và chiều cao không quá 18 m². Nhân Trạch ngày nay xin cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của chúng tôi. Bạn hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Nhân Trạch được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.